phụ nữ bác sĩ sản khoa ở Lào Cai hé lộ nội dung bức thư người chồng để lại. Trong bức thư tuyệt mệnh, anh Đông nói về lý do ra tay sát hại vợ rồi tự tử. Liên quan đến vụ nữ bác sĩ bị sát hại tại nhà riêng ở Lào Cai, mới đây, một người thân của nạn nhân cung cấp cho phóng viên bức thư tuyệt mệnh của người chồng. Người cung cấp bức thư cho biết, vì nhiều người nghĩ chồng đa nghi nên giết vợ, nhưng sự thật không phải. Anh Đông giết vợ vì bắt được tận tay vợ ngoại tình. Trong thời gian đi học dưới Hà Nội, chị Hiền cặp bồ, anh Đông biết chuyện và đã tha thứ, nhưng chị Hiền lại thách thức khiến anh không thể nhẫn nhịn thêm, người này cho hay. Trong bức thư gửi lại cho gia đình, anh Đông tố cáo người vợ thường xuyên quan hệ với người đàn ông khác. Tuy nhiều lần anh Đông nhắc nhở, nhưng người vợ vẫn không chịu thay đổi. Trong bức thư, anh Đông cũng kể nhiều lần phát hiện vợ đi vào nhà nghỉ cùng người tình. Cuối bức thư tuyệt mệnh, anh Đông gửi lời xin lỗi gia đình và lý giải hành động sát hại vợ. Anh Đông cho rằng đó là hành động khi bản thân không thể nhẫn nhịn được hơn. Trước đó, ngày 5 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người, xảy ra tại phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai. Nghi phạm của vụ án này được xác định là Bùi Huy Đông, 47 tuổi, đã ra tay sát hại vợ mình là chị Trần Thị Hiền, 41 tuổi, nguyên là bác sĩ sản khoa, công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Vụ việc được phát hiện vào lúc hơn 17 giờ ngày 2 tháng 3, tại khu vực tổ 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai. Vào thời điểm trên, cháu Bùi Huy Hùng, sinh năm 2004, là con trai chị Trần Thị Hiền, sinh năm 1977, và anh Bùi Huy Đông, sinh năm 1971, đi học về. Khi lên tầng 2 thì thấy mẹ nằm bất tỉnh dưới nền nhà, trên đầu có nhiều vết máu. Sau đó, cháu tiếp tục lên tầng 3 và phát hiện bố đang nằm nôn ói. Ngay lúc này, cháu Hùng hô hoán mọi người đến đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Trả lời phóng viên vào chiều 3 tháng 3, một cán bộ tại công an thành phố Lào Cai cho biết, sau khi sát hại vợ, Bùi Huy Đông cũng uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Người chồng nghi ngờ chị Hiền có quan hệ tình cảm với một thầy giáo nào đó, nên đã nổi máu ghen ra tay sát hại vợ, vị cán bộ này nói. Ông Phạm An Hùng, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, ngay sau khi biết thông tin, chúng tôi đã đến gia đình bác sĩ Hiền để hỏi thăm, động viên và chia sẻ nỗi đau với gia đình. Ông Hùng cho biết, bác sĩ Hiền giữ vị trí phó khoa sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai được 3 năm nay. Bà Hiền cũng là bác sĩ chuyên khoa 2 duy nhất của khoa sản, được đào tạo chuyên môn bài bản. Sau khi tỉnh dậy, anh Bùi Huy Đông thừa nhận giết vợ, do nghi vợ có mối quan hệ bất chính bên ngoài nên ra tay sát hại vợ trong lúc nóng giận. Đến 13 tháng 3, nghi phạm Bùi Huy Đông qua đời tại nhà riêng. Nữ sinh mất tích khi đi đăng ký kết hôn, chồng sắp cưới thản nhiên, đưa sang Trung Quốc bán rồi. Nghe lời người yêu quen qua Facebook, dù chưa một lần gặp mặt người này, nhưng hai chị em Lý Ý Nu và Lý Ý Ninh đã tin tưởng nhận lời ra Lào Cai để đăng ký kết hôn, và mất tích 4 ngày này. Tối 16 tháng 3, ông Vi Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An, xác nhận trên địa bàn có hai nữ sinh là Lý Ý Nu, 18 tuổi, và Lý Ý Ninh, 21 tuổi, đều là học sinh lớp 9A, trường Trung học Phổ thông Dân tộc Bán trú Tri Lễ, đã mất liên lạc với gia đình 4 ngày nay. Sau khi mất liên lạc với hai học sinh, ban giám hiệu nhà trường đã gọi điện cho người yêu của em Nu, qua giọng nói, xác định người đàn ông này nói tiếng Mông của Trung Quốc. Khi được hỏi các em đang ở đâu, người đàn ông này bảo đã đưa sang Trung Quốc bán rồi. Cảm ơn nha, ông Cường thông tin. Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 1 tháng 2018, em Lý Ý Nu quen biết với một người đàn ông qua mạng xã hội Facebook. Người này liên tục gọi điện, nhắn tin tán tỉnh em Nu. Sau một thời gian nói chuyện, cả hai bắt đầu hẹn hò online. Trong thời gian làm quen, để lấy được lòng tin của nữ sinh Lý Ý Nu, tài khoản Facebook này có gửi một số hình ảnh liên quan đến quân đội, và nói đó là nơi làm việc của anh ta. Người này có nói mình công tác trong quân đội Trung Quốc. Chỉ gần 2 tháng làm quen, tán tỉnh, người đàn ông đã ngỏ lời muốn cưới nữ sinh Lý Ý Nu về tỉnh Lào Cai làm vợ, và thuyết phục em Nu gửi bản chụp chứng minh nhân dân cho anh ta. Đổi lại, anh ta sẽ gửi cho Nu 5 triệu đồng để làm lộ phí đi ra Lào Cai tổ chức đám cưới. Tin tưởng người yêu, Lý Ý Nu đã đồng ý, làm theo hướng dẫn của người này, và lấy chứng minh nhân dân của chị gái Lý Ý Ninh chụp gửi. Đến 14 giờ 30 phút ngày 12 tháng 3, nữ sinh Lý Ý Nu nhận được điện thoại báo đã gửi 5 triệu đồng,
và bảo em ra ngân hàng rút tiền, rồi bắt xe ra Lào Cai để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Sau khi nhận được tiền, hai chị em Nu và Nâng liền viết đơn xin phép nghỉ học, rồi bắt xe khách ra Lào Cai. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Nâng gọi điện về báo với gia đình đang cùng em gái chuẩn bị lên xe đi Hà Nội ra Lào Cai để làm thủ tục đăng ký kết hôn với chồng sắp cưới. Biết được sự việc, cô Lê Thị Hoài Thu, giáo viên trường trung học phổ thông dân tộc bán trú Tri Lễ, đã gọi điện can ngăn các em, nhưng các em không nghe, và cho rằng người yêu là quân nhân, rất tử tế, và bằng chứng là đã gửi tiền về cho các em. Thuyết phục không được, cô Thu đã gọi điện báo cho công an huyện Quế Phong, để yêu cầu nhà xe chạy tuyến huyện Quế Phong, Hà Nội ngăn các em lại ở bến nước ngầm, nhưng không hiểu lý do gì mà sau đó hai em biến mất. Sau khi con bị mất tích, ông Lì Gà Gia, trú bản Nậm Tột, xã Tri Lễ, bố đẻ của Nu và Nên, đã viết đơn trình báo sự việc với công an huyện Quế Phong. Hiện tại, công an huyện Quế Phong đang phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra, giải cứu hai chị em Nu và Nên. Nghi phạm đẩy bé gái 4 tuổi xuống giếng từng được gia đình nạn nhân cưu mang. Thấy thanh niên 33 tuổi sống lang thang, người thân của bé gái 4 tuổi cưu mang, giúp anh ta tìm công ăn việc làm. Tuy nhiên, người này sau đó đã hãm hiếp bé gái rồi sát hại. Chiều 15 tháng 3, người thân, hàng xóm tổ chức lễ tang cho bé Trâm Anh, 4 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước. Bé gái xấu số bị nghi phạm Nguyễn Văn Hưng, 33 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, hãm hiếp và ném xuống giếng nước nhiều ngày trước. Ngôi nhà nhỏ của gia đình bé gái nằm bên đường đã được người dân dùng bạt nhựa căng tạm để che nắng. Hàng trăm người dân cũng có mặt tại đây để chia buồn cùng gia đình. Anh Trần Thế Trường, người sống gần gia đình nạn nhân nói rằng, Hưng là người sống lang thang và thuộc thành phần bất hảo ở địa phương. Những lúc khó khăn, Hưng được ông bà ngoại cháu Trâm Anh giúp tìm việc làm để kiếm thêm thu nhập. Không ngờ, Hưng lại là người lấy oán trả ơn, anh Trường nói. Trước sự ra đi của cháu gái, bà Đàm Thị Mai không cầm được nước mắt. Bà cụ chỉ biết ôm linh cữu cháu rồi vật vã than khóc. Do không chịu được mất mát, thỉnh thoảng bà lại rơi vào trạng thái mơ màng, ngất lịm. Một người thân của bé Trâm Anh nói rằng, Hưng thường đến nhà chơi và mua quà bánh cho bé. Thấy Hưng yêu thương Trâm Anh, những người trong gia đình không một chút nghi ngờ. Chiều 11 tháng 3, tôi nhờ Hưng ra nghĩa trang cắm ống lên mộ chồng để thắp hương. Trước khi đi, Hưng nói muốn chở cháu Trâm Anh đi cùng, nhưng tôi không đồng ý. Lúc sau, tôi sơ ý nên Hưng đưa Trâm Anh đi và xảy ra cơ sự này, bà Mai nói trong nước mắt. Anh Lê Thái Sơn, cha bé Trâm Anh, bụt bạc, tôi cứ nghĩ Hưng có quen biết với mình, hay tới nhà chơi nên mới để con gái đi với nó. Ai ngờ, đứa trẻ mới 4 tuổi, có tội tình gì? Anh Sơn nói rằng 2 năm trước, do cuộc sống nhiều biến động nên anh và vợ ly thân. Bé Trâm Anh sống với mẹ ở nhà bà ngoại. Hôm không liên lạc được với Hưng, cả gia đình tôi như ngồi trên đống lửa. Dù chưa tìm thấy con nhưng tôi vẫn hy vọng cháu sẽ bình an, anh Sơn chia sẻ, và cho biết thêm anh bị sốc sau khi biết tin con gái bị Hưng sát hại. Liên quan vụ việc, công an tỉnh Bình Phước đã tạm giam Nguyễn Văn Hưng để điều tra về các hành vi hiếp dâm, giết người. Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi phạm 33 tuổi khai nhận, chiều 11 tháng 3 đã chở Trâm Anh đến lô cao su ở xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước, rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Vì bé gái la khóc, nên anh ta ném bé xuống giếng nước sâu 7 mét. Gây án xong, Hưng lấy xe máy rời khỏi hiện trường. Đến 14 tháng 3, Hưng đến khu vực suối ở xã Tiến Hưng thì mệt lả, ngất xỉu và bị công an bắt giữ. Vụ sinh con thuận tự nhiên, Bộ Y tế đề nghị xử lý tài khoản Facebook Phương Hồng Nhất Lê. Bộ Y tế đã đề nghị Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công an, cơ quan chức năng xử lý người kêu gọi sinh con thuận tự nhiên trên mạng xã hội, thông qua tài khoản Facebook Phương Hồng Nhất Lê. Tại cuộc họp báo khuyến cáo y khoa về trào lưu sinh thuận tự nhiên, được tổ chức vào sáng 15 tháng 3 ở Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế, khẳng định không có vụ tử vong nào ở quận 2 liên quan đến sinh con thuận tự nhiên như thông tin xôn xao vài ngày qua trên mạng xã hội. Cũng tại buổi họp báo, ông Vinh cho biết, trước đây, Phương Hồng Nhất Lê có phong trào tẩy chay vaccine. Đối với việc này, Bộ Y tế đã có thông tin chính thức. Với trường hợp kêu gọi sinh con thuận theo tự nhiên trên mạng của tài khoản Facebook Phương Hồng Nhất Lê, ông Vinh nói đó là những thông tin không chính thống. Nếu chúng ta áp dụng theo phương pháp này,
có thể ảnh hưởng tính đến mạng mẹ và con. Việc xử lý không phải là chức năng của ngành y tế. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng đến sức khỏe người dân nói chung, ảnh hưởng đến sức khỏe bà mẹ trẻ em nói riêng, Bộ Y tế đã đề nghị Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công an và các cơ quan chức năng khác xử lý, ông Vinh nói. Ông Vinh cho biết thêm, trong hôm nay, 15 tháng 3, Bộ Y tế sẽ công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị xem xét, có hình thức xử lý đối với người đưa tin lên Facebook về hình thức sinh con thuận tự nhiên phản khoa học. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho rằng, theo quy định của pháp luật, việc sinh con phải được thực hiện một cách an toàn tại cơ sở khám chữa bệnh, do các bác sĩ, nhà chuyên môn được cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện. Kể cả đối với việc sử dụng các biện pháp này, đôi khi vẫn có sự cố y khoa xảy ra. Bên cạnh đó, một phương pháp, kỹ thuật muốn áp dụng thì phải được Bộ Y tế công nhận. Việc tuyên truyền bá những hủ tục, phản khoa học trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật. Đối với trường hợp sinh tự nhiên, kể cả nếu xem đó là quyền của sản phụ, thì quyền đó phải bảo đảm sức khỏe cho trẻ và người mẹ. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.